Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 6 của trang web olm.vn. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong chương điểm và đường thẳng và bây giờ ta sẽ bắt đầu chuyển qua chương 2, nghiên cứu về một khái niệm mới có tên gọi là góc. Và bài đầu tiên của chương này, cô sẽ giới thiệu tới các con như thế nào được gọi là mặt phẳng và nửa mặt phẳng. Nội dung chính của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thể hiểu được như thế nào là mặt phẳng như thế nào là nửa mặt phẳng là bờ và cách gọi tên nửa mặt phẳng. Các con cũng sẽ hiểu được như thế nào là điểm thuộc hoặc không thuộc một nửa mặt phẳng. Và ta sẽ có thể biết được như thế nào là tia nằm giữa hai tia. Đó là các nội dung chính của bài ngày hôm nay và ta sẽ tìm hiểu cụ thể ngay sau đây. Phần 1, nửa mặt phẳng bờ A. Trước hết, ta sẽ hiểu mặt phẳng là gì. Mặt phẳng là một khái niệm không có định nghĩa, chúng ta có thể tưởng tượng về mặt phẳng thông qua các ví dụ như là trang giấy hay là mặt bàn. Hiểu một cách đơn giản, mặt phẳng sẽ không bị giới hạn về mọi phía. Vậy nửa mặt phẳng thì sao? Các con hãy nhìn vào hình vẽ minh họa. Cô có đây là một phần của mặt phẳng, trên mặt phẳng này cô sẽ vẽ đường thẳng a, khi đó ta hoàn toàn có thể nhận thấy rằng a sẽ chia mặt phẳng này thành hai phần khác nhau. Cô sẽ tô màu một phần để chúng ta có thể phân biệt. Khi đó, hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a sẽ được gọi là nửa mặt phẳng bờ a. Ví dụ như ở đây, phần được tô màu và đường thẳng a được gọi là nửa mặt phẳng bờ a, hoặc là phần mặt phẳng màu xám với đường thẳng a cũng được gọi là nửa mặt phẳng bờ a nửa mặt phẳng này chung bờ và chúng được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau. Trong bài này các con hãy chú ý tới các khái niệm, các định nghĩa, các tên gọi mới. Bây giờ cô sẽ vẽ một đường thẳng bất kỳ nằm trong mặt phẳng, các con hãy quan sát. Nếu đường thẳng B vẽ như thế này thì B cũng chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng đối nhau, hoặc là một đường thẳng C. Ta thấy rằng C cũng chia mặt phẳng thành hai phần. Như vậy, một đường thẳng bất kỳ trên mặt phẳng thì đều là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau. Câu hỏi được đặt ra là cả hai nửa mặt phẳng này đều được gọi chung là nửa mặt phẳng bờ A, vậy làm thế nào để có thể phân biệt được hai nửa mặt phẳng? Ví dụ như ở đây cô ký hiệu tên gọi của nửa mặt phẳng này là 1 và đây là 2. Để phân biệt hai nửa mặt phẳng này, chúng ta sẽ vẽ điểm M thuộc nửa mặt phẳng thứ nhất và điểm P thuộc nửa mặt phẳng thứ hai. Khi đó, nửa mặt phẳng 1 sẽ được gọi là nửa mặt phẳng bờ A có chứa điểm M. Ngược lại, nửa mặt phẳng 2 sẽ là nửa mặt phẳng bờ A có chứa điểm P. Ngoài ra, khi đặt nửa mặt phẳng thứ nhất là nửa mặt phẳng bờ A có chứa điểm M thì chúng ta còn có thể gọi nửa mặt phẳng thứ hai là nửa mặt phẳng bờ A không chứa điểm M hoặc là nửa mặt phẳng đối của một Đó là tên gọi để phân biệt hai nửa mặt phẳng. Bây giờ cô sẽ lấy thêm điểm N thuộc nửa mặt phẳng bờ A có chứa điểm M. Khi đó, ta sẽ nói điểm M và N nằm cùng phía đối với đường thẳng A, ta thấy chúng cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ A. Ngược lại, điểm M và P sẽ nằm khác phía đối với đường thẳng A. Chúng nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau có chung bờ là a. Bây giờ ta sẽ nhận xét về mối liên hệ giữa các điểm nằm cùng phía và nằm khác phía. Cô nối đoạn MN. Khi đó ta thấy rằng đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng a. Ngược lại khi chúng ta nối MP thì đoạn thẳng này sẽ cắt đường thẳng a một cách tổng quát thì hai điểm nằm cùng phía đối với đường thẳng a thì đoạn thẳng nối chúng sẽ không cắt đường thẳng a và ngược lại nếu hai điểm nằm khác phía đối với đường thẳng a thì đoạn thẳng nối chúng sẽ cắt đường thẳng a điều ngược lại cũng hoàn toàn đúng nếu như đoạn thẳng nối hai điểm không cắt đường thẳng a thì hai điểm đó nằm cùng phía đối với đường thẳng a và ngược lại nếu đoạn thẳng nối hai điểm mà cắt đường thẳng a thì hai điểm đó sẽ nằm khác phía đối với đường thẳng a đó là toàn bộ phần lý thuyết về nửa mặt phẳng bờ A. Chúng ta học về định nghĩa, về tên gọi, về các điểm nằm cùng phía, khác phía, về các đoạn thẳng nối các điểm tương ứng. Phần thứ hai cô giới thiệu tới các con như thế nào được gọi là một tia nằm giữa hai tia. Cho ba tia OX, OY và OZ chung gốc Lấy một điểm M bất kỳ nằm trên tia OX và một điểm N bất kỳ nằm trên tia OZ. Hai điểm này thì đều không trùng gốc O. Ở đây cô sẽ vẽ chính là hình ảnh như thế này. Trong trường hợp đầu tiên, cô sẽ lấy điểm M ở đây và điểm N ở đây. Sau đó thì nối đoạn thẳng này. Ta thấy rằng tia OZ cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N. Khi ấy ta sẽ nói rằng tia OZ nằm giữa hai tia OX và OI. Đó là điều kiện để một tia nằm giữa hai tia còn lại. Dựa vào điều kiện này, các con hãy nhìn vào hình vẽ sau. Trong hình vẽ này thì tia OZ có được gọi là nằm giữa tia OX và tia OY hay không? Các con chắc đã nhận ra ngay đúng không? Chúng ta lấy một điểm M bất kỳ trên OX và điểm N bất kỳ trên OY thì thấy rằng tia OZ không cắt đoạn MN, vậy thì tia OZ không nằm giữa hai tia OX và OI. Trong hình vẽ này, nếu như chúng ta lấy một điểm thuộc tia OZ thì thấy rằng đoạn thẳng này sẽ luôn luôn cắt tia OI hay nói cách khác, tia OI nằm giữa tia OX và tia OZ. Với trường hợp tia OX và tia OI đối nhau thì sao? Ta lấy hai điểm M và N, thấy rằng tia OZ cắt đoạn thẳng này tại chính điểm O, nằm giữa M và N. Vậy thì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Đó là cách để chúng ta nhận biết một tia có nằm giữa hai tia còn lại hay không. Bây giờ để củng cố các phần lý thuyết bên trên, các con hãy làm bài luyện tập dưới đây. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng vẽ đường thẳng a cắt các đoạn ab ac và không đi qua ba điểm này hãy gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a đoạn bc có cắt đường thẳng a hay không đây là ba điểm abc không thẳng hàng cô nối các đoạn sau đó vẽ đường thẳng a cắt ab và ac đây chính là ab kể đường thẳng a cắt hai đoạn này gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a đây chính là đường thẳng a ta thấy hai nửa mặt phẳng đối nhau là từ đây và nửa mặt phẳng còn lại vậy thì ta suy ra có hai nửa mặt phẳng với tên gọi là nửa mặt phẳng bờ a có chứa điểm a và nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm a câu b đoạn bc có cắt đường thẳng a không từ hình vẽ ta thấy rằng B và C cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ A, chính vì thế theo như lý thuyết bên trên, đoạn BC sẽ không cắt đường thẳng A. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, chúng ta đã được tìm hiểu các phần kiến thức liên quan tới mặt phẳng, nửa mặt phẳng, tên gọi, các điểm thuộc mặt phẳng hoặc không, các điểm nằm cùng phía khác phía so với đường thẳng, đồng thời nhận biết được một tia nằm giữa hai tia. Ở bài giảng tiếp theo, ta sẽ cùng đi tìm hiểu về góc. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Nếu thấy bài giảng hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh học trực tuyến OLM để có thể cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại các con!